Thưa quý vị, David Beckham là người hấp dẫn nhất hành tinh. Chàng cựu cầu thủ điển trai David Beckham đã được tạp chí People bầu chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất trong năm. Đây là năm thứ 30, danh hiệu này được trao bởi tạp chí People. Trong hai thập kỷ qua, David Beckham vẫn luôn là một biểu tượng gợi cảm của phái mạnh. Tuy nhiên, chàng cựu danh thủ bóng đá đã khiêm tốn cho biết anh chưa từng cảm thấy là một người đàn ông hấp dẫn và gợi cảm. Anh vẫn thích mặc những bộ đồ đẹp, trông ưa nhìn và cảm thấy khá ổn, chứ không hề nghĩ mình là một người hấp dẫn. Beckham từng xuất hiện trong những chương trình quảng cáo cho Pepsi, Adidas và là người mẫu đồ nội y cho Giorgio Armani. Nhưng cầu thủ và là cha của bốn đứa con nói với People, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người thu hút khêu gợi. David Beckham chia sẻ khi được tạp chí People vinh danh, anh nói, đây là một vinh dự to lớn và anh rất vui khi được lãnh nhận. Vợ của Beckham là Victoria, 41 tuổi, đã gửi lời chúc mừng đến ông xã của mình. Beckham nói với People rằng, anh hy vọng cô ấy lúc nào cũng cảm nhận như vậy về anh. Ấn bản mới nhất của tạp chí People được xuất bản vào ngày thứ Sáu 20 tháng 11.